Một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh khi người dân sinh sống trên đường Nguyễn Đình Chiểu phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút tại căn nhà nằm trong con hẻm số 50 nên hô hoán tìm cách phá cửa căn nhà. Vào phía bên trong thì phát hiện một người phụ nữ ngoài 50 tuổi tử vong với nhiều vết chém trên người. Đáng nói là căn nhà này chủ nhà mới cho thuê lại để ở khoảng một tháng nay thì xảy ra sự việc, và sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Theo đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 27 tháng 10, nhiều người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại hẻm trong con đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận nên hô hoán. Nhiều người dân xông vào dập lửa nhưng bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến công tác cứu hỏa ban đầu không thành. Đám cháy bùng phát mạnh, khói đen bốc lên cao. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Phú Nhuận đã huy động lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến một người phụ nữ tử vong, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Công an vẫn đang phong tỏa con hẻm để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.